Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 26 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc khẩu trang như mồi, thuốc giải, chói tay. Nếu trong làn sóng đầu tiên của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc đã triển khai ngoại giao khẩu trang và hay còn gọi là ngoại giao virus corona để phô trương thế mạnh, tranh giành ảnh hưởng lãnh đạo thế giới với siêu cường Mỹ, thì giờ đây khi các nước đang chạy đua nghiên cứu vaccine phòng ngừa viêm phổi Vũ Hán, thì Trung Quốc đang sử dụng phương thức duy nhất để loại bỏ dứt điểm đại dịch này như một thứ vũ khí ngoại giao mới để tìm kiếm vai trò bá chủ thế giới. Chính quyền Trung Quốc và nhiều hãng dược lớn của nước này đã hứa hẹn ưu tiên cho nhiều nước như Brazil, Indonesia, Pakistan, Nga, Philippines quyền ưu tiên tiếp cận vaccine do nước này sản xuất. Đây là hình ảnh chụp màn hình tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán trên toàn thế giới do Đại học Johns Hopkins tổng hợp. Indonesia, Malaysia và Philippines đã được Trung Quốc hứa giúp đỡ vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, các thỏa thuận giữa Bắc Kinh với các nước này hầu như không được công bố. Theo tờ nhật báo Mỹ Wall Street Journal, Bắc Kinh tỏ ra linh hoạt trong việc chia sẻ vaccine vì hai lý do. Thứ nhất, do khống chế được dịch bệnh, việc thiếu các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán có thể khiến cho bước thử nghiệm lâm sàng thiếu hiệu quả ngay tại Trung Quốc. Điều này giải thích vì sao các hãng dược lớn của Trung Quốc có thể tiến hành thử nghiệm trên người tại nhiều nước như Indonesia, Pakistan và một số nước châu Phi hay châu Mỹ Latin. Hai tập đoàn lớn của Trung Quốc như Sinovac và Sinopharm cũng đã tiến hành các giai đoạn thử nghiệm cuối trên người tại Brazil và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thứ hai là Trung Quốc là một trong những quốc gia sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Hàng trăm triệu liều được sản xuất mỗi năm và các hãng dược của Trung Quốc, bất kể là tư nhân hay nhà nước, đều có cơ sở để sản xuất riêng. Cho nên đây cũng là một hình thức kinh doanh mang lại lợi nhuận khổng lồ trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã và đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, khiến cho hơn 23 triệu người nhiễm bệnh và hơn 800.000 người tử vong. Cử chỉ chia sẻ vaccine của Bắc Kinh hoàn toàn không vô tư khi nó nằm trong tay những tính toán đầy thực dụng của chính quyền Cộng sản Bắc Kinh. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Malaysia Hussein, người mới trò chuyện với cả Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trong một thời gian ngắn về chủ đề vaccine. Trung Quốc chấp nhận cho một số nước có lợi ích chiến lược tiếp cận sớm với nguồn vaccine nhằm đổi lại các nước này phải chia sẻ lợi ích chính trị cho Trung Quốc. Một mặt, Trung Quốc tìm cách củng cố lại vị thế của mình trên thế giới sau khi bị chỉ trích mạnh mẽ trong việc xử lý để đại dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng cho toàn cầu và làm chết hàng trăm ngàn người và nhiễm bệnh cho rất nhiều triệu người. Con số này không ngừng tăng lên mỗi ngày và mỗi giờ. Mặt khác, việc nhập nhằng mục tiêu nhân đạo với chính sách đối ngoại của Bắc Kinh thắt chặt hơn quan hệ với một số nước trong bối cảnh căng thẳng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, đặc biệt là bước ngoặt trong quan điểm của Hoa Kỳ đối với hồ sơ Biển Đông hồi tháng 7 vừa qua đã khiến nhiều nước có nguy cơ ngả theo Mỹ. Tờ báo Washington Journal cũng đơn cử trường hợp Malaysia, việc cho phép nước này sớm có vaccine có thể giúp tăng cường quan hệ giữa Bắc Kinh và Kuala Lumpur, gây bất lợi cho Washington. Trong cùng một thời gian ngắn, Ngoại trưởng Malaysia đã lần lượt tiếp đón các đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để thảo luận hợp tác sản xuất vaccine. Chính sách này đã được Bắc Kinh áp dụng tương tự với Manila, cũng đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc, với kết quả là Tổng thống Philippines Duterte đã cấm quân đội tham gia các cuộc tập trận với Mỹ. Tổng thống Philippines Duterte được cho là đang ve vãn Trung Quốc để đảm bảo quyền tiếp cận sớm với vaccine phòng ngừa viêm phổi Vũ Hán. Jay Patobaka, người đứng đầu Viện Hàng hải và Luật biển thuộc Đại học Philippines, nhận định như sau. Tổng thống Duterte đã ra tuyên bố về các cuộc tập trận ở Biển Đông đúng vào lúc ông ấy đang ra sức yêu cầu Trung Quốc cung cấp vaccine viêm phổi Vũ Hán cho Philippines. Ông ấy đang đánh đổi tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông để lấy vaccine. Tập đoàn Sinovac của Trung Quốc đã ký một thỏa thuận cho phép Indonesia sản xuất vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán ở nước này nhưng không hé lộ thêm chi tiết. Indonesia tuy không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông nhưng lại rất có tiếng nói trong ASEAN. Ngoại giao vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán cũng đã được triển khai tích cực tới các nước dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc vạch ra. Đây là hình ảnh vaccine chống viêm phổi Vũ Hán mang tên AD5 COVID do tập đoàn Trung Quốc CanSino Biotechnology phát triển, ảnh chụp vào ngày 24 tháng 3 năm 2020. Và nếu như các nước giàu có thể đặt mua trước hàng triệu liều vaccine, thì đương nhiên đối với nhiều nước nghèo, tụt hậu nằm trong dự án này, việc có được vaccine của Trung Quốc cũng chẳng khác gì bám vào được một chiếc phao cứu sinh. Điều này còn giúp cho Trung Quốc mở rộng thêm ảnh hưởng thông qua các dự án y tế như tại Bangladesh chẳng hạn.
hãng Sinovac của Trung Quốc đã có liên kết với Trung tâm Nghiên cứu về bệnh tiêu chảy đặt trụ sở tại Dakar để tuyển dụng tình nguyện viên. Tuy nhiên, theo đài tiếng nói nước Pháp AFP, vấn đề đặt ra là nếu như vaccine không có hiệu quả hoặc có vấn đề an toàn hay những công ty dược đó không thể cung cấp được nguồn hàng như họ cam kết thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Thế giới còn chưa quên bài học khẩu trang rởm, thiết bị kém chất lượng của Trung Quốc đã làm cho hình ảnh của Bắc Kinh đôi phần sứt mẻ và khiến nhiều nước nghi kỵ. Cũng vào tháng 7 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về một loại vaccine do công ty Canseo Biology phát triển và đã được thử nghiệm trong quân đội Trung Quốc. Nhiều nhà khoa học đã bày tỏ lo ngại về vấn đề đạo đức vì loại thuốc chủng này chưa qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng mà đã được dùng trên cơ thể con người. Tại thời điểm này, sau quân đội Trung Quốc, đến lượt thành phần nghề nghiệp có nhiều nguy cơ tiếp xúc với siêu virus corona chủng mới được tiêm vaccine còn trong giai đoạn thử nghiệm. Thành phần này bao gồm có bác sĩ, y tá, nhân viên trong ngành y tế chăm sóc bệnh nhân, nhân viên của các cửa hàng bán thực phẩm, ngành dịch vụ và giao thông cũng như nhân viên các công ty, xí nghiệp quốc doanh mà công việc đòi hỏi phải ra nước ngoài. Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Y khoa đặc trách điều phối chế tạo vaccine chống virus corona chủng mới, mục tiêu của chiến dịch ngừa thực hiện này là để tăng cường khả năng miễn nhiễm cho các nhóm có nguy cơ lây viêm phổi Vũ Hán và cũng để phòng ngừa đợt 2 có thể xảy ra vào mùa thu hay mùa đông. Thế giới cũng đang chứng kiến cuộc chạy đua nghiên cứu và sản xuất vaccine giữa nhiều quốc gia. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp trực tuyến vào ngày 11 tháng 8 năm 2020, bất ngờ loan báo vaccine do Nga bào chế vừa được cơ quan dược phẩm quốc gia cho lưu hành. Hiện tại trên thế giới có khoảng 20 loại vaccine ứng viên đang được thử nghiệm lâm sàng. 6 trong số này đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên người, trong đó có 3 loại của Trung Quốc, còn lại là từ Mỹ, Anh và Đức. Trong cuộc chạy đua này, Nga là nước đầu tiên thông báo đã phát triển vaccine viêm phổi Vũ Hán hồi đầu tháng 8 trong mối nghi ngờ của giới chuyên gia khoa học thế giới. Vaccine do Viện Nghiên cứu Gamaleya của Nga chế tạo ra đã được cấy vào 38 người tình nguyện. Do kết quả không được công bố cụ thể, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ coi đó là giai đoạn 1 nhằm thử nghiệm liều lượng và tính mạng an toàn mà thôi. Đúng ra, theo quy trình, tiếp đến là giai đoạn 2 với mục đích là xem xét hiệu quả trên hàng trăm người, nghiên cứu xem nó có gây phản ứng miễn dịch nơi người trẻ cũng như người già, nam cũng như nữ hay không. Và giai đoạn 3 sẽ mở rộng cho hàng ngàn người tình nguyện xem vaccine có bảo vệ được lâu dài hay không so với nhóm đối tượng dùng giả dược. Và việc Nga đã bỏ qua giai đoạn 3 sẽ không thể biết được các chống chỉ định và tác dụng phụ trầm trọng có thể làm thảm họa cho người dùng. Vào thời điểm cả Bắc Kinh lẫn Moscow đều loan báo thành công trong việc chế tạo vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán, trong đó Trung Quốc thì bắt đầu dùng cho quân đội, thì Nga chuẩn bị tiêm chủng đại trà cho người dân, thì quan chức dịch tễ học hàng đầu của Mỹ là tiến sĩ Antonio Fauci vào ngày 31 tháng 7 năm 2020 đã bày tỏ quan ngại về tính chất an toàn của các loại vaccine đang được Trung Quốc và Nga phát triển. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ, ông Fauci đã nhận xét rằng những lời tự nhận rằng đã có một loại vaccine sẵn sàng để phân phối trước khi thử nghiệm, theo tôi ít ra là đáng đặt thành vấn đề. Vị chuyên gia về bệnh dịch truyền nhiễm nói thêm, tôi hy vọng là Trung Quốc và Nga sẽ nghiêm túc thử nghiệm vaccine trước khi phân phối cho bất cứ ai. Cũng theo chuyên gia Fauci, sẽ không có khả năng Hoa Kỳ dùng bất cứ loại vaccine nào được phát triển ở một trong hai nước kể trên, nơi mà các quy trình an toàn mơ hồ hơn rất nhiều so với phương Tây. Ngược lại, với chiến lược chia sẻ linh hoạt vaccine cho các đối tác thân cận của Trung Quốc, siêu cường thế giới với sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi chiến lược đặt trước tiền tỷ và nhiều hãng bào chế để giành được tối đa cơ hội có được vaccine đầu tiên cho người Mỹ. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hoa Kỳ cho biết chỉ chia sẻ vaccine một khi đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Các nhà phân tích đã đưa ra hai lý do lý giải cho quyết định này. Thứ nhất là xuất phát từ khía cạnh kinh tế. Mỹ là một trong những nước chịu thiệt hại lớn nhất cả về số người mắc và số người chết vì đại dịch cũng như về kinh tế. Đại dịch đã và đang đánh quỵ nền kinh tế số 1 của thế giới. Bỏ ra một khoản tiền dù khá lớn để nhanh chóng ngăn chặn đại dịch cũng không phải là cái giá đắt để nền kinh tế không bị sụp đổ nếu dịch cứ kéo dài, dai dẳng. Lý do thứ hai mang tính địa chính trị đối với siêu cường thế giới của Mỹ. Đây là cuộc chạy đua với thời gian để đảm bảo vị thế đứng đầu thế giới đối với Hoa Kỳ. Mỹ cho rằng mình là cường quốc số 1 thế giới thì phải được phục vụ đầu tiên. Hơn nữa, riêng với đương kim Tổng thống Mỹ, cuộc đua có thể có các vaccine mang thêm ý nghĩa khẳng định ông vẫn trung thành với triết lý nước Mỹ trên hết. Và nhất là vào thời điểm sát cuộc bầu cử Tổng thống, ông Donald Trump đang mất dần điểm vì các chỉ trích xử lý kém cỏi của cuộc khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán.
Theo hãng truyền thông AP, nhiều trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng sự ra đời kịp thời của vaccine phòng viêm phổi Vũ Hán trước cuộc bầu cử Tổng thống sẽ giúp Donald Trump xoay ngược tình thế. Tổng thống Donald Trump vào ngày 11 tháng 8 năm 2020 đã thông báo một hợp đồng trị giá 1,5 tỷ đô la để mua 100 triệu liều vaccine do hãng công nghệ sinh học của Mỹ Moderna thử nghiệm. Đây là hợp đồng thứ 6 mua trước vaccine kể từ tháng 5 vừa qua. Trước đó, Hoa Kỳ đã rót cho nhà bào chế dược phẩm hàng đầu châu Âu Sanofi tới 2,1 tỷ đô la để chắc chắn có được 100 triệu liều vaccine trong tương lai. Công ty Novavax cũng đã được nhận 1,4 tỷ euro với cam kết cung cấp cho thị trường Mỹ nếu có được vaccine. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 8 năm 2020 với bản tin Trung Quốc khẩu trang nhử mồi, thuốc giải, trói ngay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.